Không chỉ với riêng bóng đá mà cả giới thể thao nói chung, sân vận động bao giờ cũng được xem là linh hồn của một trận đấu. Bởi sân vận động là nơi tổ chức sự kiện các trận cầu, là nơi mà người hâm mộ được tận mắt chứng kiến đội bóng của mình và là nơi mà những fan trên khắp thế giới muốn được một lần đặt chân đến trong đời để nhìn ngắm và tận hưởng cái cảm giác sống trong không khí bóng đá thực sự. Nhiệm vụ chính của những sân vận động bóng đá chắc chắn là nơi tổ chức các trận đấu. Thế nhưng với những sân vận động danh tiếng trên thế giới, chúng còn có thể được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau. Hôm nay hãy cùng cảm sơ đi tìm hiểu mục đích sử dụng ngoài bóng đá của các sân vận động. Nhắc đến các sân vận động bóng đá, chúng ta chắc chắn không thể không nhắc đến một cái tên huyền thoại, Wembley. Có thể nói Wembley là sân vận động đắt giá nhất thế giới. Nó có giá trị 800 triệu bảng vào thời điểm được xây dựng, và nếu tính với giá trị hiện tại, con số này lên đến hơn 1,2 tỷ bảng. Nếu xét về nghĩa đen, Wembley đích thực là một trong những sân vận động có giá trị xây dựng cao nhất trong lịch sử. Wembley hoàn toàn có thể so sánh với những công trình biểu tượng khác. Nó có giá trị ngang với khách sạn Bellagio ở Las Vegas với 1,6 tỷ đô, kém tòa nhà Apple Park của ông trùm công nghệ Apple Cupertino với giá trị 5 tỷ đô, sắp sau tháp đồng hồ khách sạn hoàng gia Abu Al Bayt 15 tỷ đô do chính phủ Ả Rập Saudi sở hữu. Trong khi đó Wembley có giá trị đắt hơn so với tòa tháp đôi Petronas trị giá 1,16 tỷ đô tại Kuala Lumpur, tòa nhà Quốc hội Úc ở Canberra trị giá 1,1 tỷ đô và chuỗi khách sạn Casino Hard Rock ở Atlantic City cũng trị giá 1,1 tỷ đô. Kể từ khi được xây dựng lại, Wembley là điểm đến quen thuộc của các trận chung kết Champions League. Là dĩ nhiên, ngoài bóng đá và các môn thể thao khác, Wembley có thể được điều chỉnh để tổ chức những sự kiện lớn, đặc biệt là các buổi hòa nhạc hay những buổi live concert mang quy mô khổng lồ. Wembley là một trong những sân vận động bóng đá được sử dụng để tổ chức những hoạt động ngoài lề lớn nhất thế giới. Buổi hòa nhạc đầu tiên tại sân vận động mới được tổ chức bởi George Michael vào ngày 9 tháng 6 năm 2007. Muse trở thành ban nhạc đầu tiên bán hết vé tại sân Wembley mới chỉ trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 6 năm 2007. Các nghệ sĩ nổi tiếng khác đã từng biểu diễn tại Wembley có thể kể đến như Adele, Metallica, One Direction, U2, The Killers, Green Day, Foo Fighters, Eminem, Madonna, Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay, Oasis, Tech Dap, BTS và AC/DC. Wembley đã tổ chức Tech Dap Present The Circus Live trong 4 đêm vào mùa hè 2009. Chuyến lưu diễn này trở thành chuyến lưu diễn bán chạy nhất ở nước Anh trong lịch sử, trước khi kỷ lục đó bị Tech Dap phá vỡ 2 năm sau đó với chuyến lưu diễn Progress Live của họ. Vào tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2007, hai buổi hòa nhạc từ thiện lớn đã được tổ chức tại sân vận động Wembley mới. Buổi hòa nhạc dành cho Diana, một buổi hòa nhạc tưởng niệm 10 năm kể từ cái chết của vương phi Diana và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 46 của bà. Và Live Earth, một buổi hòa nhạc được tổ chức tại Wembley như một phần của Live Earth Foundation cam kết chống lại biến đổi khí hậu. Hay như Wembley cũng từng là nơi chứng kiến ban nhạc rock Green Day có số lượng khán giả lớn nhất tham dự với hơn 90.000 người trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ vào năm 2010. Madonna đã biểu diễn tại Wembley vào năm 2008 trong chuyến lưu diễn Sticky and Sweet Tour của cô cho 74.000 khán giả. Sự kiện đã vượt qua tất cả tổng doanh thu cho một buổi hòa nhạc duy nhất tại Wembley, thu về gần 12 triệu đô. Tech Dap đã biểu diễn kỷ lục 8 đêm tại Wembley vào mùa hè 2011 trong chuyến lưu diễn Progress Live của họ. Đây trở thành chuyến lưu diễn bán chạy nhất và nhanh nhất lịch sử Vương quốc Anh. Vào 2 ngày đầu tháng 6 năm 2019, BTS trở thành nghệ sĩ châu Á và nhóm nhạc K-pop đầu tiên tổ chức và bán hết vé tại Wembley trong chuyến lưu diễn Love Yourself, Speak Yourself của họ. Sau đó không lâu, ban nhạc nữ huyền thoại Spice Girls đã có chuyến lưu diễn Spice World 2019 Tour mà cũng chỉ mất có 3 ngày để bán sạch vé. Không chỉ có mẫu Wembley, mới đây sân Anfield đó là nơi tổ chức chuyến lưu diễn đặc biệt tại châu Âu của ban nhạc Rolling Stones để đánh dấu kỷ niệm 60 năm thành lập. Hay như sân Old Trafford, khi nó không chỉ diễn ra các hoạt động bóng đá, nó thường được sử dụng để tổ chức mọi trận chung kết giải bóng bầu dục ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 86-87 cho đến nay. Ngoài mục đích sử dụng cho thể thao, một số buổi hòa nhạc đã được tổ chức tại Old Trafford với những tên tuổi lớn xuất hiện như Bon Jovi, Genesis, Bruce Springsteen, Status Quo, Rod Stewart và Simply Red. Old Trafford cũng thường xuyên được sử dụng cho các buổi tiệc, đặc biệt là đám cưới, tiệc Giáng sinh và hội nghị kinh doanh. Đám cưới đầu tiên được tổ chức tại Old Trafford là một buổi Premier League
diễn ra vào tháng 2 năm 96. Tại nước Anh, hầu hết các đội bóng đều sở hữu một sân vận động của riêng mình. Vì lẽ đó, câu lạc bộ được toàn quyền sử dụng sân bóng đó bất kỳ thời điểm nào. Nên vào các thời điểm không có bóng đá, các câu lạc bộ thường cho thuê để tổ chức các sự kiện nhằm kiếm thêm nguồn thu. Đã nhắc đến những sân vận động huyền thoại trong làng túc cầu, thì Camp Nou cũng là một cái tên khác không thể không góp mặt, bởi vì đây là sân vận động lớn nhất châu Âu, cũng là sân vận động lớn thứ tư trên thế giới về sức chứa. Sân vận động được mệnh danh là thánh đường bóng đá châu Âu này cũng thường xuyên được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau ngoài bóng đá. Chính vì là thế rộng lớn với sức chứa khổng lồ mà Camp Nou thường được dùng để tổ chức những buổi hòa nhạc lớn. Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II đã tổ chức buổi thánh lễ cho một giáo đoàn hơn 121.000 người tại Camp Nou vào ngày 17 tháng 11 năm 1982, nhân dịp ông được làm công dân danh dự của Barcelona. Thêm vào đó, Camp Nou cũng từng là nơi chứng kiến rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng đặt chân đến biểu diễn như Julio Iglesias, Bruce Springsteen, Sting, U2. Ngày 9 tháng 8 năm 1988, ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã có buổi biểu diễn trước 95.000 người hâm mộ trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Dark World Tour. Kể từ giai đoạn của kỷ nguyên chủ tịch Bartomeu cho đến hiện tại, Barcelona đã phải đối diện với tình hình tài chính khó khăn khi nợ nần chồng chất cùng với quỹ lương vượt trần. Chính vì lẽ đó, Barcelona vừa quyết định biến sân Camp Nou thành một địa điểm kinh doanh. Cụ thể, ban lãnh đạo cho phép tất cả mọi người có thể thuê sân để tổ chức đám cưới với mức giá từ 1.600 euro đến 13.500 euro tùy vào không gian cũng như các dịch vụ đi kèm. Ngoài ra, Barcelona cũng cho phép người hâm mộ được quyền thuê sân để thi đấu, trải nghiệm cảm giác được chơi bóng trên thánh địa Camp Nou. Muốn làm được điều đó, các cổ động viên sẽ phải bỏ ra khoản tiền 300 euro một người và được chơi trong vòng 60 phút. Hoạt động này sẽ kéo dài trong gần như suốt tháng 6, thời điểm mà câu lạc bộ nghỉ hè, để người hâm mộ có thể thoải mái tìm kiếm những người có chung niềm đam mê và mong muốn được tận hưởng mặt cỏ Camp Nou. Với những người đứng đầu Barcelona, đây rõ ràng là cách không tồi để câu lạc bộ có thể kiếm thêm những nguồn thu nhập khác nhằm cải thiện vấn đề tài chính. Một sân vận động lớn khác của Tây Ban Nha là Santiago Bernabeu cũng thường được sử dụng khi không có bóng đá với mục đích tương tự. Vào năm 2016, vì vướng phải lịch diễn của ca sĩ Bruce Springsteen, Santiago Bernabeu đã không thể tổ chức trận chung kết cúp nhà vua giữa Barcelona và Sevilla. Theo quy định của ban tổ chức các giải Tây Ban Nha, trận chung kết phải được tổ chức trên sân trung lập có sức chứa trên 40.000 chỗ ngồi. Dù Barcelona đã đưa ra đề nghị trận chung kết được tổ chức tại Santiago Bernabeu, nhưng ban lãnh đạo Real Madrid khi đó đã từ chối lời đề nghị này vì Bernabeu sẽ được sử dụng để tổ chức một buổi hòa nhạc. Sang đến một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu là Serie A, với đa số các câu lạc bộ của Ý, họ hầu như không có đặc quyền sử dụng sân vận động ngoài bóng đá. Tại Ý, đa số sân nhà của các câu lạc bộ đều là tài sản của thành phố chứ không phải của riêng một đội bóng. Minh chứng là tại Serie A có rất nhiều câu lạc bộ sử dụng chung sân như AC Milan và Inter, Roma và Lazio, Chievo Verona và Hellas Verona, Sampdoria và Genoa, Juventus và Torino từ năm 90 đến năm 2006, Bison delle Alpi. Vì ở Ý, sân vận động thuộc về chính quyền địa phương nên các đội bóng phải trả tiền để thuê sân thi đấu. Ví dụ như AC Milan hay Inter Milan sử dụng chung sân, mỗi năm họ phải trả khoản tiền 5 triệu euro. Việc sử dụng chung sân vận động không được tự chủ quyền sở hữu sân đã mang lại phiền phức cho các đội bóng khi khó chủ động thời gian thi đấu. Kích thước sân không được điều chỉnh theo lối đá của đội và quan trọng nhất là về khía cạnh tài chính. Không có sân riêng khiến các câu lạc bộ của Ý không chủ động và tự quyết được các kế hoạch về quảng cáo trên sân và cho thuê sân. Do thuộc quản lý của chính quyền thành phố nên các câu lạc bộ không muốn bỏ tiền ra nâng cấp sân hoặc tự xây dựng các cảnh quan xung quanh, kinh doanh các dịch vụ ăn theo. Điều đó khiến nhiều sân bóng tại Ý trở nên cũ kỹ. Juventus là câu lạc bộ đi tiên phong trong việc xây sân riêng tại Serie A với việc đầu tư hơn 100 triệu euro để xây sân vận động Allianz vào năm 2011. Sức chứa của nó là 41.000 chỗ ngồi, trở thành sân vận động hiện đại bậc nhất nước Ý. Kể từ đó, ngoài Juventus, Ý hiện tại cũng đã có những Udinese, Sassuolo và Atalanta là các câu lạc bộ đã có sân vận động riêng. AC Milan và Inter cũng đang hướng đến việc xây dựng một sân vận động mới để không phải chịu cảnh phụ thuộc vào chính quyền thành phố. Từ đó, có thể mở rộng tình hình tài chính câu lạc bộ bằng các hoạt động kinh doanh ngoài lề. Hầu như với những câu lạc bộ sở hữu các sân vận động lớn tại châu Âu, trong các thời gian bóng đá không diễn ra, các sân bóng sẽ được tận dụng cho du khách vào tham quan, tổ chức những buổi hòa nhạc, concert, sự kiện danh giá thế giới với những ngôi sao lớn góp mặt,
hoặc thậm chí còn có thể cho thuê để tổ chức tiệc cưới, hội nghị. Tuy nhiên, điều đó lại không được áp dụng với phần lớn những câu lạc bộ của Ý, vì sân của họ thuộc về chính quyền thành phố. Có thể thấy, việc những câu lạc bộ bóng đá cho thuê sân để tổ chức sự kiện là điều không hề hiếm gặp. Chúng mang đến lợi ích rất lớn khi giúp đội bóng cải thiện tình hình tài chính và hơn hết là đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của câu lạc bộ đó trên khắp thế giới.